Xin chào mọi người. Ngày hôm nay rất vui được gặp mọi người trong clip của DK Gravity nhé. Và chúng ta đang ngồi nói chuyện với chị Uyên Dương Đỗ Vi. Chị là một khách hàng thân thiết tại DK. Ngày hôm nay thì mình muốn cho các bạn nhìn thấy cái sản phẩm môi vừa mới phun xong và lông mày sửa của chị Uyên. Chị Uyên ơi, cho em hỏi chị một chút là lý do vì sao mà chị muốn sửa lại lông mày? Thật sự là cái lông mày của mình là cách đây 10 năm. Mình có phun mực không được tốt. Trong khi đấy thì rất phức tạp trong cái chuyện xóa đi để làm lại một dáng khác. Vì thế đã phải nhờ cún rất bao nhiêu lâu nay rồi. Vì thế phải xóa đi xóa lại một hai lần để bây giờ mới được lông mày ưng ý như bây giờ. Để mà sửa chữa được một cặp lông mày mà đã từng là đi qua phun xăm vài lần rồi, thì sau cái quá trình mà hút ấy, thì mình đã phải xử lý lại cái mực của chị, bởi vì chị đã bị trổ xanh và trổ đỏ. Và sau đó thì mình đã điêu khắc mới lại cho chị Uyên. Thì không biết là trong cái quá trình mà xử lý hút và điêu khắc, chị có cảm giác gì không? Mới đầu thì rất là sợ, bởi vì là nghĩ là chắc là cái mực này là mực tàu, chắc là sẽ không bao giờ có thể xóa hết đi được. Mình đã phải xóa mất hai lần thì mới hết được. Bây giờ mới được làm được sang dáng mới. Mình rất là ưng ý bộ lông mày này. Có đau hả chị? Một chút chút. Để sửa chữa được một cái cặp lông mày ấy, thì nó sẽ khá là mất thời gian. Nó sẽ mất khoảng một vài tuần. Thế cho nên là các chị em nếu mà muốn mà có một cặp lông mày đẹp ngay thì hãy tìm đến những địa chỉ uy tín để mình không phải mất công sửa chữa. Bởi vì tại DK ấy, thì các bạn không lo vấn đề trổ xanh trổ đỏ. Làm xong lông mày á, lông mày bong ra lên màu tự nhiên rồi và nó sẽ chỉ nhạt đi theo thời gian thôi. Và các bạn đến làm các bạn có thể làm lại mà ngay lập tức mà không cần phải hút sửa gì cả. Và em muốn hỏi chị Uyên là thế trong cái quá trình mà chị phun môi á, thì chị cảm giác như thế nào? Bởi vì em thấy là ai cũng sợ phun môi. Bình thường ấy thì mình hay dùng son, ngay cả khi lúc tẩy trang hết thì nhìn mặt mũi rất là nhợt nhạt. Sau khi mà hoàn thiện xong lông mày và môi cho chị Uyên đến ngày giờ phút này thì mọi người có thể nhìn thấy là chị không hề cảm thấy là một cái gì đấy quá khó chịu. Lúc ở đây thì chị Uyên có muốn gửi gắm gì, một đôi lời cho mọi người không? Các bạn ơi, phụ nữ mình việc đầu tiên là phải đẹp. Các bạn hãy đến với địa chỉ với DK và đến với cún. Yêu DK. Vâng, cảm ơn chị Uyên rất là nhiều và hy vọng rằng là em sẽ được tiếp đón rất là nhiều những chị khách hàng xinh đẹp và mong muốn được xinh đẹp tại DK nhé. Vâng ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều.